sơn gốc ở đây. Đấy, phần sơn gốc này. Đây, sơn gốc đây. Đấy, chưa cần nói đến phần là bên ngoài hay là những phần tay phanh nữa. Hello, xin chào anh em. Chào anh em cũng đã quay lại trở lại với kênh YouTube Lê Lĩnh Vlog của mình. Đấy, thì chiếc xe này thì Lĩnh thật sự với anh em là bạn ấy cũng lên phục hồi để chơi Tết của năm 2024 âm lịch đấy. Thì bạn ấy lên gần đến nhà mình thì bạn ngã. Thì đây là Lĩnh đặt tạm dựa nhẹ con xe lên xuống mặt đường. Vì trên chiếc xe này thì Lĩnh nói các bạn rồi, đến với Lĩnh dọn xe là đẹp từ trong ra ngoài. Thì hôm nay Lĩnh sẽ dựng chiếc xe này lại để cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Dựng chiếc xe lại này dậy. Đây, ở trên chiếc xe này thì Lĩnh cũng chia sẻ cho anh em mình, bạn ấy lên với mình dọn để chuẩn bị chơi Tết của năm 2024. Thì toàn bộ những phần nhựa đây, có cả đá bên trong này. Đấy, thì bạn này thì bạn ấy đi lên đến gần đến Tuyên Quang Lĩnh thôi, bắt đầu chấm vào đất Sơn Dương thôi. Thì bạn ấy gặp tai nạn thì bây giờ đến nỗi là cái cổ này nó vênh này. Đây, nó vênh như thế này rồi. Đấy, thì mặc dù ở trên chiếc xe này thì Lĩnh cũng chia sẻ đến cho anh em mình là cũng không còn mới mẻ gì đâu. Vì ở trên chiếc xe này thì các bạn có thể nhìn thấy đây, ốc vít này, ốc vít này. Đấy, hay là những phần nhựa cổ báo lỗi gãy phần trong này, hay là kể cả những phần sơn gốc ở đây. Đấy, phần sơn gốc này. Đây, sơn gốc đây. Đấy, chưa cần nói đến phần là bên ngoài hay là những phần tay phanh nữa. Toàn bộ những phần chi tiết đằng sau này nữa, phần rè riếc này, nói chung là ở trên chiếc xe này bạn ấy làm lại từ A đến Z. Biển thì là biển 19, nhưng mà người gốc của chủ xe ấy, thì lại là ở Bắc Giang anh em. Đấy, ngoài ra là trên chiếc xe này nữa thì dựng chân trống giữa để cho các bạn xem nhé. Toàn bộ chi tiết này. Đèn hậu vỡ này. Đèn hậu vỡ hết đằng sau này. Đấy, vỡ hết đằng sau này. Và trong trong này thì cũng tương đối là sạch. Đấy, cũng tương đối là sạch thôi, không phải nói là nó bẩn nữa mà tương đối là sạch thôi. Còn ở trên chiếc xe này thì Lĩnh cũng chia sẻ cho anh em là về phần côn, phần máy cũng nhiều cái thứ để chi tiết lắm. Để dọn lên một chiếc xe như thế này thì anh em cũng hay thắc mắc hỏi Lĩnh là anh ơi, em có một chiếc X150, bây giờ muốn dọn thì khoảng bao nhiêu tiền? Nhưng mà với điều kiện là Lĩnh cùng các bạn sẽ cùng vào trong nhà tâm sự đi đã các bạn nhé. Lúc Lĩnh quay này mới là chỉ có khoảng 7 giờ sáng thôi, nhưng mà Lĩnh còn khá là nhiều xe để dọn để chia sẻ cho anh em mình. Nhưng hôm nay Lĩnh có một cái video mà muốn chia sẻ cho anh em mình, thì Lĩnh sẽ đứng ở bên cạnh cái chiếc xe thân yêu này của Lĩnh đi, để các bạn cùng Lĩnh sẽ trải nghiệm ở ngày hôm nay. Thì Lĩnh tâm sự với bạn một chút thôi. Ở video ngày hôm nay ấy, thì không có gì hay ho cả, mà là Lĩnh muốn giải thích đến cho anh em mình. Đa số anh em hỏi Lĩnh là anh ơi, em muốn dọn một xe X150 như mới. Tức là phải như mới là tức là trong hãng gọi là 100%, thì như mới thì gọi khoảng 99%. Mà nhiều bạn hỏi Lĩnh là dọn một con xe, à quên, thôi cái đoạn đấy không nói nữa, mà để tí nói sau. Đây ạ, Kenro S600 Pro đấy, siêu phẩm đã về hàng rồi anh em nhé. Mấy hôm vừa rồi Lĩnh thông báo anh em mình là hết hàng, nhưng hôm qua vừa thông báo đến cho anh em ở trên Facebook, Zalo hoặc trên TikTok đã về hàng. Thì hôm nay Lĩnh mới kịp trả cho anh em mình bằng này đơn đã thôi. Thì tí Lĩnh sẽ nói tiếp cái phần mà dọn cho các bạn nhé. Ok chưa các bạn? Đây ạ, đơn thì còn rất nhiều như thế này, nhưng mà còn chưa kịp trả. Ok cho anh em, chưa kịp trả các bạn nha. Đơn còn rất nhiều. Thì hôm nay Lĩnh mới vừa về chiều tối hôm qua, thì hôm nay mới là sáng của ngày mùng 10. Thì bây giờ Lĩnh đang chuẩn bị quay video, và có thể là nếu kịp thì Lĩnh sẽ edit video luôn và đăng luôn vào buổi tối ngày hôm nay. Là tức là hôm nay là mùng 10 tháng 1 năm 2024 dương lịch đấy. Thì vừa về chiều hôm qua mùng 9, thì hôm nay Lĩnh đã đêm qua anh em mình thông đây để phục vụ trả đơn cho anh em mình. Đây thì sẽ gồm 2, 4, 5 quả mới trả tiếp, mà theo còn nhiều nữa, và có một quả thì bạn ấy gửi chóa lên để đợi bi về. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy đây, chóa này, đã xước này, kinh khủng như này đúng không các bạn. Đây thì Kenro S600 Pro, nhìn đằng sau là xanh xanh là anh em biết đến rồi. Ok cho anh em, lắp cho XA 29, em trai đến từ tỉnh Đồng Tháp. Đây, Đồng Tháp ủng hộ Lĩnh, cảm ơn em nhé. Mặc dù chóa có xước một chút thì bạn quan trọng ánh sáng thôi, không quan trọng độ đẹp. Thì toàn bộ những chóa tiếp theo là toàn bộ là đều là Kenro S600 Pro hết. Đây, xoay cho các bạn này. Ok chưa anh em? Và Lĩnh thông báo cho anh em, mình cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ rất nhiều các bạn nhé. Đây, em trai đến từ Mỹ Đình, Hà Nội này. Em trai đến từ Lào Cai này. Ok chưa anh em? Bên này thì bạn này, bạn Mỹ Đình thì bạn chơi vòng bên đúp trắng, mắt quỷ đỏ. Còn bạn ở bên Lào Cai này thì bạn chơi mắt quỷ đỏ rồi các bạn nhé. Tiếp theo có một con Kenro S600 Pro lên cho chóa của Exciter đời 2017. Đằng sau của em nó đây. Ok chưa anh em? Đầy đủ các bạn nhé. Em này thì em đến từ Bắc Ninh, ủng hộ Lĩnh, Bắc Ninh. Em tiếp theo, con này thì bạn ấy chơi ngầu hơn tí là mắt quỷ đổi màu, vòng bên đúp xoay đổi màu. Đằng trước của em nó là phun chóa như thế này, và đằng sau của em nó đây. Ok chưa các bạn? Và tiếp theo ạ, bạn này thì bạn ấy đến từ
Bắc Ninh, cũng vẫn là Bắc Ninh. Đấy, còn em ngoài này là em đến từ Quảng Ngãi các bạn nhá. Vòng bê đúc trắng mắt quỳ đỏ, em này đến từ Quảng Ngãi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và nói thật sự anh em là lĩnh quay video vậy thôi, thì vì anh em cũng nói chung các bạn này, các bạn quay về đây chút này, keo còn chưa kịp khô mà lĩnh cũng đã quay video cho anh em mình rồi. Vì anh em biết đến là độ anh em cần hàng quá nhiều rồi để anh em mình chơi Tết, thì anh em mình có nhu cầu độ bi Kenro S600 Pro thì các bạn nhắn tin nhanh giúp lĩnh nha. Vì Kenro S600 Pro về không có được nhiều đâu các bạn ạ. Lĩnh giành giật mãi mới được có bằng này thôi, được có hơn 50 bóng thôi. Còn hộp thì nó nhiều nhưng mà tính ra bóng ở bên trong là nó có 50 bóng thôi các bạn nhé. Đây này, có 50 bóng một hộp như này thôi. Anh em mình cũng nhanh tay giúp lĩnh, nhanh tay giúp lĩnh. Một hộp nó chỉ có 2 bóng, 2 bi như này thôi, cho nên là lĩnh về được số lượng cũng rất là ít. Và trả đơn cho anh em mình thì chắc cũng chỉ còn được gọi là hơn 20 bóng, gọi là trả hơn 30 quả mà. Còn hơn 20 bóng thôi thì các bạn nhanh tay nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại là 0988034222 các bạn nhé, để lĩnh tư vấn cho anh em mình. Và bây giờ là đến lúc mà lĩnh sẽ tư vấn cho anh em gói độ xe và test ánh sáng trên X219, X155. Ok anh em, đang review phần độ xe lại lạc loài độ bi cho anh em mình. Đấy thì lĩnh thông báo cho anh em mình, không anh em mình lại chờ đợi lâu. Thì đấy, những quả lĩnh làm xong thì lĩnh sẽ gửi trước, còn những quả mà chưa xong thì lĩnh sẽ trả nợ anh em mình sau các bạn nhá. Cảm ơn anh em. Và ngoài ra thì lĩnh cũng tư vấn đến cho anh em mình, nếu như các bạn có nhu cầu độ chế xe, sơn xe, đề can thì các bạn nhắn tin riêng giúp lĩnh, để cái dịp Tết của năm 2024 các bạn có xe đẹp để đi. Và những các bạn nào mà có nhu cầu dọn xe đẹp như mới tầm 2 đến 3 triệu ấy thì bên mình sẽ không nhận đâu các bạn nhá. Vì chiếc Exciter của các bạn mua với giá trị là 4-5 đến 50 triệu mà các bạn hỏi lĩnh là dọn xe 2 đến 4 triệu có được như mới không, nên là nhiều khi là như chiếc xe vừa rồi lĩnh chia sẻ cho anh em ấy, bộ vỏ với lại bộ tem thì nó hơn 3 triệu hơn 4 triệu tùy cấu hình tem hoặc tùy cấu hình cái màu vỏ nữa. Cho nên là anh em mình có nhu cầu độ chế xe, sơn xe, để tơ can thì các bạn tham khảo kỹ giúp lĩnh các bạn nha. Và bây giờ là đến lúc mà lĩnh xem cái phần test ánh sáng của bi cầu Kenro S600 Pro. Cảm ơn các bạn. Kenro S600 Pro lên cho chóa cốt của Exciter 155, ánh sáng ra nó sẽ như thế nào? Nó có bị khuất trợ pha không? Hay là nó còn bảo đảm 100% công suất của Kenro S600 Pro ra ánh sáng không? Thì đây là một câu hỏi của rất là nhiều các bạn đang chạy X155, thậm chí là những bạn chốt đèn bên mình rồi nhưng vẫn muốn có xem một cái video ở trên YouTube để xem ánh sáng nó ra hiệu quả như thế nào khi các bạn chưa được nhận hàng các bạn nhé. Thì video ngày nay lĩnh sẽ giải thích thắc mắc của anh em. Với siêu phẩm Kenro S600 Pro thì lĩnh cũng đã chia sẻ đến cho anh em mình khá video rồi. Cốt 55W, pha 65W, trợ pha vàng, và đặc biệt nó là nhiệt màu 5200K, phù hợp nhất đến hiện tại các bạn đang đi để phá sương mù của cái miền Bắc chuẩn bị vào đông. Khi đi anh em đi mưa giữa những cái thời tiết mùa hè mà đang đi làm đêm về có những cơn mưa bất chợt mà đi đèn nó không có ánh sáng vàng để phá sương, thì đây là một trong những dòng bi cầu Kenro S600 Pro đỉnh chóp nhất, phù hợp nhất với tất cả những anh em phân khúc sử dụng, từ thành phố đến nông thôn, từ nông thôn đến thành thị, thậm chí là kể cả những người nghèo cũng có thể mua được siêu phẩm này. Thì ngày hôm nay lĩnh sẽ chia sẻ đến cho anh em mình cái con bi cầu Kenro S600 Pro phiên bản 2023 lên cho chóa cốt của Exciter 105, đem lại đến cho anh em mình ánh sáng. Và bây giờ lĩnh sẽ nổ máy cho các bạn nhé. Lĩnh sẽ nổ máy. Cameraman có thể quay sát lại đây để cho anh em mình xem cái chóa cốt của Exciter 155 này, lên cho mình con bi cầu Kenro S600 Pro. Và bây giờ mình sẽ nổ máy để lên mắt quỷ cho các bạn nhé. Đấy, thì cấu hình này thì lĩnh vẫn làm cho anh em mình là mắt quỳ đỏ, vòng bên đúc
bóng thiên thần màu trắng, ok chưa anh em? Lắp ở trên chiếc choa cốt của Exciter 150. Và rồi thì vừa rồi thì Lĩnh đã tắt đèn để chiếu sáng đi, và bây giờ là công suất của em nó lên thực tế để cho các bạn xem trải nghiệm các bạn nhé. Và Lĩnh sẽ cất con bi cầu Kenro S600 Pro vừa cầm ở tay và túi đi đã, vì anh em biết đến cái siêu phẩm này rồi. Và bây giờ Lĩnh sẽ review cho các bạn chi tiết đây. Vâng, không để cho anh em chờ đợi lâu nữa, cameraman có thể di chuyển thật nhanh, bước thật lẹ để cho anh em mình xem cái ánh sáng của em nó, đường cốt. Và Lĩnh sẽ tắt máy đi để cho các bạn nghe rõ này. Đây là đường cốt với nhiệt màu 5200K thì camera có thể quay lên quay xuống để cho anh em xem độ rộng khi Lĩnh lên pha các bạn nhé. Còn đây là nhiệt màu vẫn đảm bảo cho anh em mình độ rộng này, không bị khuất bất cứ một góc nào khi lên chóa cốt này. Ok cho anh em, với một cái chóa hẹp thì anh em mình còn đang do dự rất nhiều, vì trong những phân khúc bi cầu mà lắp ở trên đầu xe thì chỉ có Exciter 155 là chóa cốt nó quá hẹp đấy. Và các bạn lại còn yêu thích bi cầu 3.0 nữa thì đây, đây là cái kết quả cuối cùng khi anh em mình không còn hối hận khi xem kênh của Lĩnh các bạn nhé. Lên pha, các bạn nhìn rõ không ạ? Nam có thể di chuyển pha cam lên trên xuống dưới một tí, vì là Lĩnh biết là ở trên YouTube này là camera quay ngang thì nó sẽ bị gẹp hẹp cái góc xa, cho nên là các bạn nhìn trên cao này xuống thấp này, đây xuống cốt này và lên pha này, anh em nhìn thấy không ạ? Cái tâm vàng nó ở giữa vẫn còn giữ nguyên vẹn 100%. Thì như Lĩnh nói, đây là một siêu phẩm khó có đối thủ cạnh tranh, vì nó là phân khúc bi cầu 3.0 mà nó hắt sáng ra từ 2/3 bi dưới. Chia sẻ cho các bạn một ánh sáng pha nó quá tuyệt vời luôn. Và đây, Lĩnh dắt ra đường để cho anh em mình cảm nhận các bạn nhé. Lĩnh dắt thật là chậm, vì ở trên này thì các bạn biết đấy không ạ, một con đường mà Lĩnh thường xuyên review luôn cho anh em mình, gọi là con đường ma đấy. Khi anh em mình lắp một con bi cầu như thế này vào pha thì chắc chắn là các bạn sẽ chỉ có nhìn thấy ma thôi, chứ không có ma nào dám lại gần với ánh sáng nó vô địch như này. Với trong những chóa hẹp này, nó đã sáng gấp 20 lần đèn zin của các bạn chưa ạ? Lĩnh đã khẳng định các bạn thế. Và đây, bây giờ xuống cốt của em nó đây, đường cốt chân cắt titan đã yêu mến của anh em chưa? Và lên pha của em nó, sang trái, sang phải thì các bạn nhìn rõ cái tâm vàng trợ pha ở giữa vẫn đảm bảo cho anh em mình một cái đường ôm cua bám nó quá là tuyệt vời luôn. Các bạn chỉ cần đợi Lĩnh một chút xíu nữa thôi, khoảng tầm 3 giây nữa thôi để có một chiếc xe zin đi qua. Các bạn cảm nhận xem cái ánh sáng của những cái đèn zin mà thật sự nó quá tối như này có đảm bảo cho các bạn đi vượt không? Đây, đèn zin. Đấy, chiếc đèn zin đi qua. Các bạn nhìn thấy không có một nghĩa lý gì đúng không ạ? Đó, đó là một con bi cầu với giá trị thực, với chất lượng thực, với sản phẩm Kenro S600 Pro đem đến cho các bạn thì không còn một sản phẩm nào còn địch được với siêu phẩm 3.0 hắt sáng ra từ 2/3 bi nữa. Cho nên video ngày hôm nay Lĩnh đã giải thích thắc mắc cho anh em mình rồi. Các bạn có xem có bất cứ thắc mắc gì, anh em comment xuống phần bình luận giúp Lĩnh các bạn nhé. Và đây cũng là một video đánh giá chung cho những anh em mà còn hay hỏi Lĩnh là so sánh bi nọ với bi kia. Thì đây là câu trả lời cuối cùng của Lĩnh. Siêu phẩm Kenro S600 Pro nó là đẳng cấp trong những dòng vi 3.0 lắp cho chó hẹp các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Anh em quan tâm về sản phẩm, quan tâm về giá thì các bạn nhắn tin riêng giúp Lĩnh để Lĩnh tư vấn cho các bạn nhé. Số Zalo của Lĩnh là 0988 034 222. Lĩnh sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em mình một quả bi cầu chất lượng nhất, phù hợp cho xe của các bạn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye anh em.